Đây là file của con sóc đen, ở một số nơi còn gọi là chồn sóc, sóc cung đảo hay là chồn đen. Thì file này là Thuận cắt ra cho một đoạn trong một bài đầy đủ nha anh em, và đã bị nhạc chèn vô. Nếu anh em nào mà cần bản gốc, bản chính của nó thì anh em liên hệ với Thuận bằng số điện thoại trên màn hình. Thì tiếng trên mạng thì cũng có, nhưng mà anh em đem xuống làm nó không hiệu quả nha anh em. Nếu anh em cần thực sự thì cứ liên hệ với Thuận, bên Thuận có những bản nó rất là hay và nó cập nhật mới. Đôi khi anh em coi được clip này nhưng mà đây chỉ là bản Thuận đã đăng lên từ lâu, nên anh em liên hệ số điện thoại để Thuận tung cung cấp cho anh em cái file mới nhất nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 Lập Thuận để được tư vấn rõ hơn. Mong anh em like và subscribe, đăng ký kênh Săn Bẫy và ủng hộ em nhé, để bên em có động lực để ra tiếp những video tiếp theo hay hơn và mới hơn. Subscribe, đăng ký kênh Săn Bẫy và ủng hộ em nhé, để bên em có động lực để ra tiếp những video tiếp theo hay hơn và mới hơn.